Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Blog Tâm Sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện quý bà sồn sồn, chi tiền ra nuôi trai bao để thỏa mãn nhu cầu tình cảm thì không còn xa lạ gì cả. Nó như một cái mốt xấu của quý bà sồn sồn đầy ắp tiền nhưng mà lại thiếu tỉnh. Năm 2013, theo chân một người bạn đến một quán cà phê có tên là NM tại một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phóng viên được tận mắt chứng kiến thiên đường của những quý bà U40, U50 đến đây hẹn hò. Cậu bạn tôi bảo là gần một năm nay, quán cà phê này là địa chỉ tin cậy và của nhiều phụ nữ có tuổi. Họ đến đây uống nước, tâm sự và cả yêu đương luôn tại cái quán cà phê rèm này. Như một thói quen khó bỏ. Có đến xem và chứng kiến thì chúng ta mới thấy là khi được dư giả về vật chất thì nhiều quý bà mới có những sở thích oái ăm như là hẹn hò với cả những thanh niên bằng tuổi con, thậm chí là tuổi cháu của mình. Tận mắt góc khuất phía sau cà phê rèm ra sao thì kính mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi chương trình ngày hôm nay. Gọi là quán cà phê rèm bởi cả 3 tầng của quán này đều được thiết kế bằng nhiều phòng từ 2 đến 4 mét vuông với một không gian nhỏ đủ để kê một cái bàn gỗ chân thấp, hai cái ghế bệt, đệm, gối ôm. Xung quanh được quây kín bởi những chiếc rèm màu trắng đỏ. Mỗi khi có khách, rèm được kéo lại và khách được tự do trong không gian riêng tư ấy. Qua một số người bạn, chúng tôi được biết rằng tại Hà Nội hiện nay có nhiều quán cà phê chuồng, cà phê nằm, cà phê võng. Nhưng mà quán cà phê rèm dành cho phụ nữ lớn tuổi này thì mới chỉ thấy có ở Hàng Bông. Sau những tấm rèm riêng tư ấy, sau khi nhận đồ uống từ nhân viên phục vụ, khách muốn làm gì thì làm, mà không sợ bị ai làm phiền và ai để ý. 15 giờ chúng tôi dừng xe tại quán cà phê NM trên phố Hàng Bông, Hà Nội. Cậu trông xe ngạc nhiên. Anh chị vào cà phê rèm à? Khách ở đây toàn là người già thôi, khách trẻ ít lắm. Mang tiếng vào quán cà phê nhưng mà họ không uống nước, toàn làm những chuyện khác thôi. Chưa đến giờ tan sở nhưng cả hai tầng dưới đều chật ních khách. Cậu phục vụ tên là Quân nháy mắt với chúng tôi. Họ toàn tranh thủ thời gian để vào đây thôi chị ạ. Nhiều quý bà U50 rồi mà tuần nào cũng vào rèm 3 buổi. Mỗi buổi là một người khác nhau đấy. Anh chị lên tầng 3 đi, vẫn còn phòng đấy. Trên tầng 3 là một dãy phòng có rèm gồm có khoảng 10 phòng nhỏ. Phòng nào có khách là rèm được kéo xuống như những chiếc rideau chuyên nghiệp để ngăn ánh mắt tò mò của những người khác. Ở giữa là lối đi nhỏ tầm 30cm. Cậu phục vụ thấy chúng tôi đi 3 người thì cho biết: ở đây quy định phòng rèm chỉ dành cho 2 người thôi anh ạ. Thế nên là chúng em mới gọi cà phê rèm ở đây là phòng tình yêu, vì chả ai đi 3 người vào đây cả. Trên này hôm nay ít khách và không phải cuối tuần nên bọn em mới cho 3 người vào đấy ạ. Hóa ra ở cái quán cà phê rèm này có luật bất thành văn là chỉ phục vụ 2 người. Bởi nếu bàn chuyện làm ăn, nói chuyện tầm phào, khách sẽ không vào đây. Liếc qua một phòng chưa kịp buông rèm, chúng tôi đỏ mặt khi thấy một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau. Người phụ nữ độ 40 tuổi đang ngồi vào lòng một chàng trai trẻ khoảng 30 tuổi. Nàng đòi chàng cắn hạt hướng dương cho mình. Một tay chàng trai đưa hướng dương lên miệng cắn, tay kia được dịp chu du trên khắp người quý bà U40. Thấy chúng tôi ngó vào, đôi chim câu đứng dậy buông rèm vẻ mặt khó chịu. Bước sang phòng bên cạnh ngồi, dù không có ý nhưng mà chúng tôi vẫn nghe được những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng cấu véo rên rỉ qua bức ngăn bằng tấm rideau mỏng manh, dội sang làm cả nhóm phát ngượng. Qua tấm rideau màu trắng có thể thấy rõ những tiếng động của đôi phi công bà già phát ra. Thấy chúng tôi tò mò, cậu phục vụ bàn tên là Quân phẩy tay với tôi. Chuyện này diễn ra thường xuyên ở đây mà chị. Nhiều hôm bọn em cứ tưởng là mẹ rủ con đi cà phê dài ngố, nhưng mà không phải, bồ bịch với nhau thôi. Có đôi ngồi cả buổi chiều, sau đó nàng lên ô tô về, chàng thì lên xe máy về. Mà không hiểu sao mấy mấy bà già này giỏi thế, toàn câu được những trai trẻ, trai đẹp mà body chuẩn. Bình, người bạn đi cùng với tôi cho biết, với 4 mét vuông trong cà phê rèm, ở đây như một nhà nghỉ thu nhỏ với đệm ngồi, đệm ôm. Chủ quán cũng rất ẩn ý khi thi thoảng điểm xuyết những con thú bông, gối hình trái tim. Và khi ngẫu hứng thì các cặp đôi có thể biến cà phê rèm thành phòng riêng nhà mình. Những đôi đưa nhau vào cà phê rèm đa phần là những đôi mới hẹn hò. Tình cảm đang chớm nở, vẫn còn giữ kẽ nên không đưa thẳng vào nhà nghỉ. Trong lúc đợi đồ uống, tôi xuống tầng 1 bắt chuyện với Minh, quản lý của quán NM. Anh cho biết, trước kia quán cà phê phục vụ khách từ trẻ đến trung niên,
Từ một năm trở lại đây, khách ở quán chủ yếu là những phụ nữ U40 trở lên. Họ thường tới đây hẹn hò. Có thể do địa điểm quán ở trong ngõ, ít người để ý nên họ đến đây thoải mái hơn. Minh cho biết thêm, nhiều quý bà rất thành đạt, làm chủ doanh nghiệp cũng đến đây để hẹn hò. Trước khi vào rèm họ đều gọi đồ, nhưng không mấy khi dùng, chỉ ngồi ôm hôn nhau. Nhiều lúc xuống thanh toán, đồ uống vẫn nguyên, chỉ có quần áo là sộc sạch. Ngồi nói chuyện với những nhân viên ở cà phê rèm, chúng tôi mới thấy nhiều chuyện bi hài xung quanh những quý bà đã luống tuổi ấy. Như nhiều cặp đôi vào quán, lúc đầu thì xưng hô là cô cháu, lúc ra khỏi quán thì lại anh em ngọt xớt. Hay là tại phòng rèm ở trong cùng, khi mà tiếng dép của người phục vụ ngớt hẳn là ánh đèn trong rèm tắt hẳn. Họ gần như không nói chuyện gì. Ngồi phía xa xa mà vẫn nghe được tiếng sột soạt của quần áo, tiếng lách cách của dây lưng và tiếng rên rỉ dù cố kìm nhưng vẫn bật ra. Thậm chí là nhiều người phục vụ còn cho biết rằng có lần họ đã tìm thấy bao cao su đã dùng rồi vương trên sàn gỗ của cà phê rèm. Theo chủ quán, dù có nhắc nhở nhưng cũng khó vì hầu hết những người phụ nữ ấy đều đã nhiều tuổi. Nhắc nhở sợ mất khách, họ chỉ tranh thủ đi ăn vụng trong giờ hành chính, nhân viên và chủ quán chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười và ngậm bồ hòn làm ngọt. Có nhiều chuyện bi hài mà những nhân viên ở đây kể lại cho nhau nghe như chuyện Tiếu Lâm. Đó là chuyện người phụ nữ tên là Hải, bà này gần 50 tuổi rồi nhưng rất ăn chơi, đã từng sang Thái Lan để kéo căng da mặt. Vì gia đình có cửa hàng ga nên thường xuyên túc trực từ 3 đến 5 thanh niên chở bình ga lưu động. Sau một thời gian làm việc thì Tùng quê ở Hà Nam, năm nay 22 tuổi lọt vào mắt xanh của bà. Hai người thi thoảng ra đây ngồi uống cà phê và tâm sự với nhau. Bà đến trước gọi đồ uống, nằm ngả trên đệm, thì một lúc sau Tùng mới đến. Họ phải đi so le giờ vậy vì sợ nhân viên ở nhà dị nghị. Có lần bà Hải đang tay trong tay với Tùng ra khỏi quán cà phê thì bắt gặp ông Thông ra nhà bà cùng với bồ trẻ bước vào. Hai người lúng túng như gà mắc tóc vì từ trước đến nay trong con mắt của gia đình, họ hàng, họ là những người nghiêm túc, hiền lành. Không biết sau vụ này họ có nói gì với nhau không mà không thấy bà Hải đến quán cà phê rèm nữa. Hay việc có ông chồng U70 đến quán cà phê rèm ở Hàng Bông đánh ghen với bà vợ U50 và bồ trẻ, làm cả khu phố náo loạn, phải gọi điện cho lực lượng trật tự của phường để giải quyết. Theo nhân viên tên là Quân, so với việc đưa nhau vào nhà nghỉ thì việc vào quán cà phê như thế này cũng đỡ mang tiếng hơn. Vì nhiều người cho rằng người ta vào quán cà phê để uống nước, chứ không vào đây để làm những việc khác. Có lẽ vì thế nên nhiều người muốn đến cà phê rèm để che mắt thiên hạ. Với những cái lợi về mặt kinh tế, nhiều quán cà phê bí ẩn vẫn giang tay đón những quý bà quý ông chán cơm thèm phở. Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì một đôi nhân tình đi vào, hướng về phía Minh hỏi: "Còn phòng kia không em?" Minh sởi lời: "Còn chị ạ, đồ uống vẫn như cũ nhé." Họ gật đầu rồi bước lên tầng 3. Minh cho biết đôi tình nhân này là khách quen của quán, một tuần khoảng 3 buổi đến đây để tâm sự. Người phụ nữ khoảng 45 tuổi là sếp của chàng thanh niên kia. Bà ấy rất lãng mạn, phòng kia là cái phòng trên tầng 3, có cửa sổ rộng có thể nhìn xuống đường được. Nếu muốn riêng tư kéo rèm vào là ok ngay. Cậu ta có người yêu rồi mà vẫn không thoát được lưới tình của quý bà xôn xôn này. Có lẽ lý do chính là chiếc SH đắt tiền mới được mua và đồng hồ, quần áo hàng hiệu được người phụ nữ xôn xôn kia mua cho. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện về một quý bà bỏ tiền thuê trai đẹp để mua vui, trong đó có cả nam giáo viên đi bán dâm vừa bị cảnh sát hình sự triệt phá, đã làm xôn xao dư luận tại thành phố Hồ Chí Minh. Đi sâu tìm hiểu, nhiều phóng viên đã phản ánh rõ hơn thực tế về thói ăn chơi của nhiều quý bà lắm tiền nhưng mà lại thiếu thốn tình cảm. Đó là câu chuyện về một phụ nữ U60 nhưng trông vẫn còn rất sung mãn, to lớn, bệ vệ, tay đeo đầy hột xoàn, hột nào hột nấy bự như cái trứng chim câu. Nhìn bà nổi bật giữa ánh đèn nhấp nháy của vũ trường Bottom Us Beer Club Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà những món trang sức gây sốc nhất của bà lúc này không phải là hột xoàn, mà là một chàng trai chỉ có từ 26-27 tuổi, đẹp trai đến ngây ngất và lúc nào cũng chờ trực để đưa khăn lạnh khi bà vừa ăn xong hoặc là rút hộp quẹt Zippo châm lửa sẵn khi mà bà vừa mân mê bao thuốc lá. Bà tên là Vân, Teresa Vân, Việt Kiều Mỹ, một cái tên quen thuộc nơi vũ trường quán bar đình đám trốn Sài Thành như Cheer Beer Club, OMG Rooftop, MTV. Bà là một đối tượng rất hấp dẫn đối với tôi và may mắn thay, việc tiếp cận bà không khó khăn như tôi tưởng. Bà nghĩ gì khi người ta gọi bà là một playgirl? Cầm trên tay một ly rượu sóng sánh màu hổ phách, bà nhún vai. Chẳng nghĩ gì cả. Rồi bà đưa điếu thuốc lên môi,
rít sâu một hơi. Thật ra tôi biết trong giới đi chơi, người ta đặt cho tôi những cái tên nghe còn kinh khủng hơn, dữ dội hơn nhiều. Nhưng tôi đâu có chết vì những lời nói của họ. Quý thời gian của tôi không còn nhiều. Nếu lúc này tôi không sống theo ý thích của mình thì còn đợi đến bao giờ? Trong câu chuyện của mình, nhiều lần bà đề cập đến những cụm từ như hàng hiệu, hàng cao cấp, hàng đặc biệt, nhằm để chỉ những món hàng sống mà bà hứng thú. Bà chịu chơi và rất chịu chi. Tất nhiên, nét hấp dẫn của bà ở trong mắt những chàng trai chính là tiền. Còn bà đến với họ để vui chơi. Chơi chán, bà lại đi săn những con mồi mới. Nhưng có một điều lạ lùng là không ít chàng trai lại hụt hẫng đau khổ khi bị bà bỏ rơi, dù đó là điều bà luôn nói với họ khi bắt đầu mối quan hệ. Mới đây thôi, tại vũ trường Sài Gòn V Prussians Red Car Bar, nằm trên đường Nguyễn Trãi quận 1, người ta chứng kiến cảnh một chàng trai phơi phới khóc ròng, quỳ dưới gối bà và gào lên thảm thiết: "Em đừng bỏ anh." Trước thái độ sốt mướt của anh chàng, bà Teresa Vân lạnh lùng kêu bảo vệ mang anh chàng ra xe. Còn bà ngồi lại, tiếp tục chơi rất vui đến tận khi vũ trường đóng cửa. Tại sao người đàn ông có tiền đi chơi gái, đi massage, đi bia ôm, bao bồ nhí thì người ta cho là chuyện bình thường, còn phụ nữ như thế thì lại bị cho là trác táng? Chúng ta cũng là con người mà. Bà Teresa Vân lớn giọng. Thế con gái lớn của bà có ý kiến gì về cuộc sống của bà không? Khi nghe tôi hỏi vậy, Playgirl không trả lời, và hình như bà cũng không có ý định trả lời câu hỏi đó. Hiếm người phụ nữ nào có thể sòng phẳng và làm chủ cuộc chơi một cách hoàn hảo như bà Teresa Vân. Có không ít phụ nữ lại rơi sâu vào những chiếc bẫy tình do chính mình tạo ra. Lúc này, những ông chồng bé thật sự chiếm hết tâm trí của họ. Đến nỗi, họ quên mất rằng mình đang còn một người chồng lớn khác đang ngày đêm đi về, sơ sơ ở bên cạnh. Tại điểm hát với nhau 133 Hai Bà Trưng quận 1, tôi đã có dịp tiếp xúc với một trường hợp như thế. Người phụ nữ ấy chỉ khoảng trên dưới 40. Trong chiếc áo đầm hai dây đỏ bọc đô dài đến gối, nhìn chị cũng khá hấp dẫn. Lúc này chị ngồi sát vào người một chàng trai trẻ hơn chị rất nhiều. Thỉnh thoảng, họ cũng dìu nhau ra nhảy. Và bất cứ lúc nào ở đâu, người phụ nữ ấy đều ôm rất chặt người tình. Thế rồi đang trong một bài nhảy, bất ngờ anh chàng gỡ tay chị ra và quay về chỗ ngồi, bỏ chị lại một mình. Người phụ nữ liền líu díu về bàn, giọng tha thiết: "Sao thế mình?" Và chính tôi nãy giờ âm thầm theo dõi màn diễn của hai người cũng giật mình khi người tình trẻ kia gắt lên một cách thô bạo: "Không thích, đi thôi." Người phụ nữ ngoan ngoãn kêu phục vụ tới và trách nhiệm thanh toán đương nhiên thuộc về chị. Hôm sau, tôi lại vào đó và lại gặp người phụ nữ ấy. Lúc này chị ngồi uống bia một mình. Thỉnh thoảng chị lại đưa mắt nhìn những đôi dìu nhau trên sàn nhảy. Đôi mắt của chị lem luốc nhòe nhoẹt vì nước mắt làm chảy hết mascara bôi trên hàng mi. Chị giới thiệu mình tên Nga, 41 tuổi, có hai căn nhà lớn nằm trên đường Điện Biên Phủ và Bùi Đình Túy, Bình Thạnh. Chị đã có chồng. Có lẽ cuộc sống nhàn rỗi của một người đàn bà dư thời gian và tiền bạc đã khiến chị dễ dàng rơi vào chiếc bẫy mang tên tình yêu. Tình nhân của chị thua chị 12 tuổi. Ngày xưa là khách thuê nhà của chị trên đường Điện Biên Phủ. Đó là một anh chàng đẹp trai và cũng là một tay đào mỏ chuyên nghiệp. Chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi anh ta mở chiến dịch, chị đã hoàn toàn ngã gục. Chị Nga quyết định lập phòng nhì, tìm một căn nhà khác trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình để thuê ở. Chị không từ chối anh chồng bé bất kỳ điều gì. Nhưng rồi, ông chồng lớn bắt đầu nghi ngờ và tự tay đứng ra quản lý tài chính. Chị có một khoản tiền riêng giấu chồng, nhưng hàng tháng cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà và đưa cho chồng bé 250 đô la. Ngân sách hao hụt, anh chồng bé đầu tiên còn ráng chịu đựng với hy vọng chị sẽ nắm lại tài chính. Thời gian trôi qua, tình hình vẫn chẳng khá hơn. Lúc này gã bắt đầu giở quẻ, chửi mắng, xa lánh mỗi khi chị tìm tới. Và gần đây còn đánh đập chị mỗi khi hắn nóng giận. Vì yêu chồng mà lại có chồng bé, điều đó thoạt nghe có vẻ thật nghịch lý, nhưng lại là chuyện thật 100%. Nghi chồng mình có bồ, Trần Phương Thu, một phụ nữ 29 tuổi, cư ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, nhờ người hàng xóm là anh Nguyễn Văn Tuấn chở đi theo dõi chồng. Tuấn cũng đã có vợ, một con và là dân chợ trời phe phẩy.
Trong quá trình đi theo dõi, cả hai đã có dịp gần gũi nhau. Cuối cùng Phương Thu đã chủ động lao vào vòng tay của Tuấn với ý nghĩ mình phải có người đàn ông khác để trả thù cho việc ông xã mình có bồ nhí. Mặc dù bồ nhí của ông xã tên gì, ở đâu, chị ta vẫn chưa thể lần tìm ra dấu vết. Phương Thu đã trao thân gửi phận cho một gã đê tiện. Chồng bé của cô thuộc dạng ưa nổ. Bao nhiêu chuyện từ việc cô sắm sửa cho gã đồng hồ xịn, quần áo mới, tivi đầu máy, cho đến cả việc hai người từng lén lút với nhau, thậm chí từng nốt ruồi nhỏ nhất trên thân thể của cô cũng đều được gã đều cáng này đem ra miêu tả tỉ mỉ với đám bạn thân. Gã hạ đẳng ấy không ngờ được rằng những tin tức giật gân như thế có sức lan truyền rất nhanh. Những gã bạn nhậu kia sau khi nghe chuyện thì về kể lại cho vợ. Một đồn 10, 10 đồn 100, cuối cùng thì nó cũng lọt vào tai Thu. Cô nàng nổi giận đùng đùng, sự đam mê lúc này đã biến thành lòng thù hận. Phương Thu viết một lá thư tố cáo dài như sớ táo quất, kể việc gã chồng bé buôn bán đĩa lậu, buôn bán xe gian ra sao, và gửi lên công an phường. Lập tức gã được triệu lên phường, nhưng vì chưa có đầy đủ chứng cứ phạm pháp nên gã lại được thả ra. Uất ức vì con nhỏ dám giỡn mặt mình, gã trả đũa bằng cách liên tục nhắn những tin nhắn tục tĩu vào máy điện thoại của Thu để khủng bố. Thu cũng không phải dạng vừa đâu. Cô đi ra chửi một câu, đi vào chửi một câu, làm cho những người dân cư ngụ trong xóm không ngày nào được yên. Cuối cùng công an phường phải can thiệp bằng cách gọi cả hai người lên vì tội vi phạm luật hôn nhân, thì cả hai mới bắt đầu ngậm miệng. Chỉ vì gia đình nghèo quá nên mới như vậy. Người nói lời tâm sự rất có vẻ thật ấy là Cao Cường, một trai nhảy, không được học hành cũng chẳng có nghề ngỗng gì, chỉ có mỗi cái vẻ bề ngoài thật bảnh cùng với cái miệng dẻo quẹo. Cao Cường chọn cho mình một cái nghề trai nhảy, và chưa đầy 2 tháng từ khi bước vào nghề, Cao Cường đã nhanh chóng trở thành chồng bé của một bà giàu có. Cao Cường được vợ sắm xe, điện thoại di động xịn và cho tiền để anh chàng đi chơi. Nhưng rồi, bà nhà giàu nọ đột nhiên cắn rứt lương tâm. Dã từ vũ trường, dã từ những cuộc chơi quay về với chồng con. Cao Cường lại bơ vơ quay về sàn nhảy và hàng ngày vừa dìu hết bà này đến bà kia trong ánh đèn màu, vừa câu dê. Thỉnh thoảng anh chàng cũng bắt được vài độ nhỏ, tức là mấy bà không muốn bao trai mà chỉ muốn ăn bánh trả tiền. Nhưng anh chàng vẫn kiên trì bám víu vào vũ trường với hy vọng biết đâu một ngày nào đó. Thông qua Cao Cường, tôi có dịp làm quen trò chuyện với một số trai nhảy khác và nghe họ kể khổ về nghề nghiệp của mình. Nhiều người trong số họ lại là người thuộc thế giới thứ ba. Họ tuy e dè trước người lạ, nhưng khi đã khơi nguồn cảm hứng rồi thì họ lại rất thích tâm sự. Đừng thấy chúng tôi có vẻ nhàn nhã bảnh bao mà tưởng bở. Nghề này nhìn vào lúc nào cũng bóng bẩy, nhưng cũng chua cay lắm. Đức, một thành viên chơi chung nhóm với Cường, cho biết có 2 điều làm cho họ sợ nhất. Một là chúng phải những bà có máu ghen, 2 là chúng phải những bà có chồng lớn hay ghen. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có một ông xách dao tới đòi xẻo lỗ tai xin tí huyết. Một lần, Đức gặp với bà Tư Hải, một bà thuộc hàng chùm cho vay tiền góp ở khu chợ Bến Thành. Bà ta sắm cho Đức chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại khiến anh chàng ngộp thở vì ghen. Hai người ngồi ăn với nhau, Đức vô tình liếc mắt một chút qua bàn đối diện có vài cô gái trẻ đẹp đang ngồi, là bà ta sẵn sàng quẳng cả đĩa thức ăn xuống đất, hầm hầm ra về. Khi đã nguội cơn ghen, bà sẽ chuộc lỗi bằng cách tưới đẫm anh chàng trong những cái vuốt ve, những lời xin lỗi và cả những món quà. Thế nhưng, đền được vạ thì má cũng sưng. Những trận tra tấn tinh thần lẫn thể xác của người đàn bà hay ghen khiến Đức quá đỗi kinh hãi, đến nỗi anh chàng phải lẳng lặng ra đi, mặc dù bụng vẫn tiêng tiếc vì cái hầu bao rủng rẻng kia vẫn sẵn sàng mở ra một cách hào phóng cho chàng. Đối thủ mà các trai nhảy ngại nhất chính là những nhân viên tiếng tăm, như người mẫu, ca sĩ, diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh. Trên thực tế không ít anh chàng trong số đó cũng sẵn sàng bán mình làm chồng bé khi có người ra giá hợp lý. Thậm chí là có nhiều người từ hạng nhàng nhàng đã trở thành ngôi sao vì gặp được vợ là một nhà tài trợ lớn. Sau nhiều năm làm chồng bé, Đức, Thiều, Cao Cường giờ đây vẫn chỉ là một anh chàng nhảy sắp hết thời. Những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng thì tiêu đi cũng dễ không kém. Họ đốt nó trong rượu, trong những vũ trường, trong thuốc lắc
và trong cả cơn khát sắm sửa của những người tình là bạn gái, bạn trai mà họ cảm thấy rung động. Giờ đây họ chỉ còn hai bàn tay trắng cùng với tấm thân bóng bẩy, nhầy nhụa chất chứa kỷ niệm chẳng mấy đẹp đẽ về những lần lén lút, thập thò, những làn da nhăn nheo, những sự chịu đựng về thể xác lẫn tinh thần khi làm chồng đối tượng mà họ chẳng chút yêu thương, nếu không muốn nói là ghét bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.